phiên bản iOS 14 đã chính thức phát hành tại Việt Nam với nhiều tính năng được cải tiến. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, đôi khi xảy ra một số lỗi như nóng máy hay hao pin. Tình trạng này không chỉ xảy ra tại Việt Nam mà còn được ghi nhận trên toàn thế giới. Vậy, các tín đồ của Apple cần làm gì để có thể trải nghiệm phiên bản mới một cách mượt mà, tránh được những khó chịu không đáng có? Mobifone sẽ hướng dẫn bạn thực hiện một số thao tác sau. Theo dõi lượng pin của máy sau khi nâng cấp. Thông thường sau khi nâng cấp lên iOS 14, thiết bị của bạn cần một thời gian để máy được tối ưu. Do đó có thể thời gian đầu thiết bị sẽ sử dụng nhiều nguồn điện hơn gây hao pin hơn. Người dùng nên kiên nhẫn, theo dõi và chờ tối thiểu một ngày để thiết bị hoạt động ổn định, sau đó kiểm tra mức độ hao pin như thế nào. Cập nhật ứng dụng lên bản mới nhất. Người dùng truy cập vào App Store để cập nhật tất cả ứng dụng lên phiên bản mới nhất nhằm tối ưu cho iOS 14. Kiểm tra dịch vụ vị trí. iOS 14 mới có thể gây ra một chút lộn xộn khi sử dụng vị trí của người dùng, đặc biệt nếu có nhiều ứng dụng đang sử dụng dịch vụ này cùng một lúc. Bạn có thể kiểm tra ứng dụng nào có quyền truy cập vị trí theo cách sau: trên thiết bị chọn cài đặt, quyền riêng tư, dịch vụ định vị. Nếu bạn thấy các ứng dụng sử dụng vị trí của mình không cần đến, hãy tắt chúng. Bạn có thể kích hoạt lại dịch vụ này bất cứ lúc nào. Kiểm tra ứng dụng nào đang ngốn pin trên máy. Một số ứng dụng khi chưa được cập nhật đồng thời với hệ điều hành sẽ có khả năng xử lý pin kém hơn, do vậy, cần phải kiểm tra mức ngốn pin của ứng dụng theo cách sau: trên thiết bị chọn cài đặt, pin và kiểm tra lại tất cả các ứng dụng đang ngốn pin trên máy nhất. Mobifone hy vọng những thông tin trên sẽ giúp cho khách hàng khắc phục được tình trạng nóng máy, hao pin và có những trải nghiệm tốt nhất với phiên bản iOS 14 của các thiết bị Apple. Để được hỗ trợ chi tiết, xin vui lòng liên hệ tổng đài hỗ trợ khách hàng 9090 hoặc trang web mobifonemientay.vn để biết thêm thông tin chi tiết.